Quý vị và các bác, các anh em trên mọi miền Tổ quốc thân mến, xin nhiệt liệt chào mừng quý vị và các bác, các anh em đã truy cập vào kênh của Tiến Audio Hải Dương. Kênh này chuyên dành để test âm thanh và giới thiệu hàng bãi. Thưa quý vị và các bác, ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4 năm 2019, cửa hàng của em có về được một đôi loa Boss của Mỹ, một đôi loa Boss Mỹ nòi. Đó là một đôi loa Boss 501 trơn. Đôi loa này về cái cấu trúc sử dụng thì nó sử dụng một cái loa bát 20 năm màng giấy gân mút, và nó có hai loa check, một loa check được đặt ở phía trước đối diện và một loa check được đặt ngang ở bên hông. Chúng ta có thể chỉnh cái mái chèo của nó tùy theo hướng chúng ta nghe. Thưa quý vị và các bác, đôi loa Boss 501 trơn này Margin USA, nó có giá tiền là 13 triệu 500 ngàn đồng. Và để chúng ta đưa ra một cấu hình này và so sánh, thì đôi loa Boss này nó giá nó ngang ngửa và thậm chí còn thấp hơn đôi loa Boss 301 Sony 3. Nhưng chất âm của đôi loa Boss 501 trơn này đang hiện diện trước mắt quý vị và các bác đây, nó sẽ ăn đứt tiếng đôi loa Boss 301 trơn. Cấu hình là nó sử dụng một loa bát có đường kính lớn hơn, đó là một loa bát 25 và sở hữu loa thùng. Thì những đôi loa thùng bao giờ cũng cho ra một cái âm hình bát rộng lớn hơn và thênh thang hơn. Đôi loa này chơi được đa thể loại nhạc. Chúng ta có thể nghe từ những bản nhạc bolero trữ tình hay những bản hòa tấu guitar không lời, vân vân, và những bản nhạc mạnh DJ, và chúng ta có thể kết hợp hát hò karaoke. Một đôi loa trong tình trạng không thể đẹp hơn được nữa các bác nhé. Thật sự là vậy, nó không thể đẹp hơn được nữa. Đây là một cái vi tính, cái chỉnh mái chèo để chúng ta có thể nghe trong cái ngưỡng tiếng check của nó ở phía chính diện và phía ngang hông. Chúng ta có thể chỉnh thế nào cảm thấy chúng ta hay thì chúng ta để các bác nhé. Đôi loa có giá 13 triệu 500 ngàn đồng với một cái tình trạng đúng thật là không thể đẹp hơn được nữa, đẹp thiếu cái thùng xốp. Em không tiện quay cái máy quay vào trong sau cái model của đôi loa, đó là đôi loa Boss 501 trơn sản xuất tại Mỹ. Các bác nếu muốn tham khảo về đôi loa này thì chúng ta có thể đánh vào kênh của YouTube hoặc Google, chúng ta tra cái đôi loa Boss 501 trơn thì nó sẽ ra đôi loa này. Và ở trên kênh em thấy cũng có nhiều bác bán và cũng đã tụt hết quần áo. Tức là em nói về thực tế hơn thì bỏ hết e căng để cho chúng ta anh em chiêm ngưỡng về cái nội thất cũng như cái bát, cái lò bát các bác nha. Thì chúng ta chỉ cần đánh chữ là 301 Boss 501 trơn. Đấy, vậy là nó sẽ ra đôi loa này để cho các bác ngắm nhìn nội thất của em loa này. Giá 13 triệu 500 ngàn đồng các bác nha. Và em đang phối ghép đôi loa Boss 501 trơn này với là một chiếc âm ly cover của Mỹ. Nói về dòng âm ly cover thì nó sinh ra để trị cho các cái dòng loa Boss. Nó đánh được muôn vàn những dòng loa Boss và vân vân, nhiều dòng loa khác chất âm rất hay. Đó là một chiếc âm ly cover của Mỹ, nó có tên là HR742. Chiếc âm ly này nó không đề công suất, và chiếc âm ly này chạy 4 con sò than xanh đen, sò to các bác nhé. Và bây giờ thì xin mời các bác hãy cùng ngắm cái máy của nó. Đây là qua cái hệ thoáng của đi như này thì các bác nhìn thấy cái máy của nó. Chỉ cần nhìn qua này thôi các bác đã biết rằng là con này máy nó độ mới như thế nào. Cực kỳ mới, sắc si bảy màu. Và các vỉ của nó còn xanh nét, không tìm đâu ra một mối chấm hàn các bác nhé. Rất là tuyệt vời. Và chiếc âm đi này có giá là 6 triệu 200 ngàn đồng. Chiếc âm đi cover HR742. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bác hãy cùng em đi đến thẩm âm cấu hình này. Em sẽ lấy nhạc từ trên mạng xuống các bác nhé. Lấy nhạc từ trên mạng xuống. Và bây giờ mời các bác hãy cùng nghe ca sĩ Trường Vũ và Hồng Trúc trình bày một bài hát. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi clip này của em. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác rất là nhiều.